เงินได้ทุกคุณค่านะก็มันถูกมาอ่านแต่นะตามภตาาษมาเนาะผมก็ได้ส่งนมัสการจ้ะน้องสกเลยกรุบจระทว่าสมัสการผมจ้ะทุกองสมรันปอยกเทียนยกของน้องสกเลยกรุบสังฆทานพอการได้ส่งนมัสการพระตนตรัยโดยสกเลยกรุบจระทว่ากรุบองดงต่อคณีโดยต่อต่อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตนะสัคมะมาสัมสัมพุทธธัะสสะนะโมนตะัสคสะะภะสัคมะวะพุโตทธอะะระหะโตสัมมาสัมสัมพุทธัสสสะันมะโมสัมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมสัมมามาสัมพุทธัสสะพุทธังโพเจมะพุทธังโพเจเมธัมมังโพเจมะธัมมังโพเจเมสังฆังโพเจมะสังฆังโพเจโพเมเจโสมอนุโมทนีสาอาธุสาธุตสาาธุทุกสาธสุมอบกันเถิดนมนอ่านโอสุตโตจิตกันบันต่อขยมกันนาธรรมพิสมอันเราประทอฟันดาเมนทัลอภิธรรมแบบเพย131อายตนะ The said base is divided into 12 1จักขวายตนะ I base number 2สัตตายตนะเอียเบสนัมเบอร์ทรีคานายตนะโนสเบสนัมเบอร์ฟอร์จิวหายตนะแทงเบสนัมเบอร์ไฟว์กายายตนะบอดี้เบสนัมเบอร์ซิกซ์มานายตนะไมน์เบสนัมเบอร์เซเว่นรูปายตนะวิสิบอลฟอร์มเบสนัมเบอร์เอ็ดสัทธายตนะซาวด์เบสนัมเบอร์ไนน์กานายตนะสเมลเบย์สุตุนัมเบอร์เทนฮัสรสายตนะเทสเบสนัมเบอร์เลเวนพอตัมพายตนะแทงจิบอลเบสนัมเบอร์ทเวลธรรมายตนะธรรมเบสเฮียอินเอรินายเจตะอาคอร์และมาเนยัตนะสิทธินายธรรมะพุทธูเจตสิกะสิทธินสกขมะรูปะแอนเดปยนะอาคอร์และธรรมายัตนะ The other ten อายัตนะ are composite of 12 all Lorica รูปะ Among them, three elements, earth, fire, and air, are called Pottabhayatana. Special notes. Number one, Manayatana belong to Nama. Thamayatana, or Thamayatana belong to Nama and Rupa. The other 10 ayatana belong to only Rupa. The following 6 ayatana, Ittadal, Pariha, Pariha. Number 2, the Lit Siddhi, 6 ayatana are internal, Achatta, and the following six ayatana eternal parihara. สาธุขอบคุณคุณจ้าสมบูรณ์คุณจ้าสาธุสาธุขอบคุณนะจ๊ะจินจ้าจ้าจ้าจ้าจ้า
Yom kru 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 bốn bản chat nhưng cho tiện 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 để được hơn như này vẫn suppose nó nằm nhỏ nát vẫn được câu chat hàng chụp chọn phải không bay đừng nó mạnh thế thế nó à mình bàn từ suppose này không vẫn là ta suppose chat chụp chọn vẫn là ta tiện đọc bằng bay sạch chạ buồn nó hay Ở trong thiết tập 8 luôn cha. Nào tập 2 page chết ông này. sản Nước. phẩm bệnh nghề nằm Nào. thành thông ở đây sẽ hơn chậm thì ngày tiết ngày kia ngày cột trường trọng mình đó xạ của bộ chia chậm bàn thả ngày bình đồ được đầy thả xạ ngày xạ bộ chia nó gần chậm và mình làm thờ không đó hai là đôi thả xạ dường trường Superman Superman ai sai rồi chẳng đó ai sai thành tay trong số ai sai chẳng đó chuyện mình nhôm nhà nó mang cho bạn mới mình khó khăn đấy bọn mình trên mình sai mình đang rơ mới chẳng giờ ngày mình có hóa dường cho mình Superman trong dương là thầy nói dương à dạ thầy đã đọc ký rồi trẻ thái có phần ta còn đôi được lập sản phẩm mây vĩnh ngay dạ thầy đã đọc ký nó một kỳ vọng nó nhồm đã mái từ con ông nó đọc mình chạm thầy mình nhận đọc chỉ rút đọc ký đấy trên nhiệm nó hợp nó sẽ được đi non phải rút hàm phải đào phải rút rút ba chạm các bài dạy phần á mình sẽ chạm không phải sát đó và là rút cái rút ba dạy phần á phải rút cái này rút ba dạy phần á nhớ rõ nó chạm các bài dạy phần á sau tay phần á còn kia phần á chỉ có hai họ thập kỳ nhật nè đại gia nhật nè họ thập kỳ nhật nè mình đi nhật nè họ miền nhật nè chẳng còn thì hai chạm hai nhật nè rút hai nhật nè sau tai nhật nè sát kỳ nhật nè bây giờ gặp cuckoo chẳng bây giờ gặp chẳng mấy cái bạn đã ta mê đi bây giờ gặp mấy cái sửa chân cú càng khốn nông bà mối càng cao bà mối đồ bây giờ mình đang trông của tôi nó là special note thịt nó mình làm sẽ nó cứ mình đi dạy tình ác thì tại niềm cho người già niềm hồn đi quá là thăm mê dạy tình ác thì chàng rút chàng niềm hay bị chạy hái thăm mê dạy tình ảnh mà nê dạy tình ảnh cứ chấp bạch sập tình buồn đúng nhưng mà nê dạy tình ảnh nó không sập tình ảnh học tình buồn chết sập hai sập pi sập không là đồ mà nó cứ thăm mê dạy tình ảnh chẳng thăm mê dạy tình ảnh chàng niếm nhận rụt trong pi pi dạng đó ai tổ mà biết cái trẻ hàng cái đó cứ ai dạy cái này thằng khăn internal external internal nó cứ ai dạy cái này thằng khăn nó được gọi ai chặt ta ai chặt ta và internal cứ ai dạy cái thằng ráo kia là thằng ráo ai chặt ta thằng khăn nó thì bây giờ là đây chẳng hạn khăn nông thằng ráo bắt tục khăn nhà má
kia tâm na dân sạch xa tâm đà hào rồi ngày đó tâm na ta thôn từ tới cứ thầy chụp được từ bàn mà nắng ngày giờ ta đọc pi ngày giờ ta nào đọc pi nó đôi khăn pram đà được nhiều sự động món nó ta phần đồng từ bài về tới trường hợp thì kê ta khăn kê cho ai giờ ta tử cứ miền tục chẳng hòa ba nơi khăn nông vị thầy vợ trẻ tỷ bốn nhiều người lực thời chấp văn đăng hay là một tỷ năng à, xa đồng lực đá hay xa mình đá phải thì nhiều người có lộn chạm mình chạm văn đó được một tích nơi khăn nông lộn nó cứ miên tay là bọc của mùi cơ đồng nghe của mùi cứ chứ chạm khổng và xa sao đồng và xa thiên đồng và xa thì bà hàm và xa trai và xa nâng hồ vang cái chất độc buồn đặc biệt là bác của mỗi cơ rộng năng tế đặc biệt là nóng cái này ở vầy khăn ông lốt mình điền đây à, nóng bây dân về vì đường ai dạ tà nạn nếu cứ ai dạ tà nạn thằng khăn ông nóng chạc khổ bà sát sao đó bà sát tiên bà sát tì bà hà bà sát cai bà sát à, cứ mình đổ vì thì bị bà thuy bà base nâng ear base, eye base, body base, tongue base nâng cứ thuy rồi có bà thổ nâng ai rồi có bà sát nâng mình có một cái cứ hạ khổ bà thổ hạ khổ bà sát chẳng bà khuyên là bà phù mối cứ ai nhận tên là thằng khả nóng cái vậy mình tâm nào cả thì vì thầy chất nó mình phải tự bàn tay nhé sọ như thằng gì cho sao tự mình này với thằng on đi mình bên nhiều con là thà thế thì sẽ đây những ai qua đầu bàn thằng học không biết thầy là sao tôi còn quên tịch không tài dương bắt quên đó chặt thằng một rồi làm thay mày thay một mỗi giờ internet mình mày đừng là ca thay chẳng cho hình phẩm anh trốn cho anh đại trong cái bảo khẩn định ở này nè tiếp tôn cái hai đại hai vận chuyển còn trời đã ngại và mà chùa khẩn định đó lại bọn tham mày nếu mà tôi bốn đôi chị miền internet của sản đã là internet ra internet phone nó vẫn là gì anh bốn đôi pin pin nó đó với đôi chị giang na bên tôi cũng lẹ đó rồi ngày đã thế ngày để người Thiệt nhân cả. vật thì trong dân bật tỏ nhân tiện trong đường ai giờ tận hàng phân long ai giờ tận hàng phân áo bị thay chân đẹp của tổ đầu thì họ đôi chạm chạm hồn phía môi chẳng phần nào có sạp nhưng vì khối khổ mà sạp được thôi vì mình tầm nào cá bị thay chân đẹp của tổ tam thuyền nó quy chạm hồn phía ọt ọt tầm nào cá chấm chết tam đang sai sắp của môi đường nó mình tầm nào cá thôi anh giờ hai là ngực và ngực chân và bò nhé và là rút và đang đang cảm tiếp
ៀបនឹងវាផោតថាពីអារម្មណ៍វិញសម្គាល់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចជាអសអីអសអីតែផោតថាពីអារម្មណ៍តាមទៅនៅតែយើងហៅវាហៅថាសខ្វាក់ណាសខ្វាក់ហ្នឹងគឺស្ទាបហ្នឹងទៅពុះពីតាមភ្នែកហ្នឹងគឺទៅចេះស្ទាបទៅដឹងអាហ្នឹងប៉ះតាមតែតែប្រសាទតែពីនៅសំសល់សពីឬក៏អាហ្នឹងតាមសខ្វាក់តើឡាកោថ្លង់នោះដូចអញ្ចឹងដែរជំនាញគ្មានតិចដាក់បានទេប៉ុន្តែអានងគេកាយពិការណាក្នុង CV គេមានទៅអានងគេដែរអានងកោថ្លង់តាមវិជ្ជាហ្នឹងសោតទៅវាហ្នឹងអត់ដំណើរការទេអត់ដំណើរដែរអញ្ចឹងអត់ស្ដាប់បានធម្មតាទេប៉ុន្តែឃើញនៃនៅព្រឺទៅឃើញកាយពិការធ្វើសញ្ញាចេះចេះចេះចេះដឹងអីគេដឹងបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាតាមទ្វាហ្នឹងអត់ដំណើរការយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាអញ្ចឹងអ្វីដែលដំណើរការបានតាមវត្ថុ6យ៉ាងណា6ក្រុមណាបើយើងរាប់ក្នុងអាយតនៈនេះគឺអាយតនៈខាងក្នុងដោយឡែកអាយតនៈខាងក្រៅវាធម្មតាដែរវាធម្មជាតិអញ្ចឹងមានអាក្នុងគឺមានអាក្រៅមកនៅស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងគូគ្នាហ្នឹងតែមានអាក្នុងហើយមានអាក្រៅហើយជីវណ្ណរូបគូជាមួយចក្រភពវាជាចក្រភពប្រសាទសត្វរូបជាមួយនឹងសត្វពពាសត្វប្រសាទគួនទៅរូបជាមួយគ្នានឹងវាឬគ្នានឹងប្រសាទណារក្សារូបណារក្សារម្មណ៍ក៏វិលកាហារារក្សារម្មណ៍ហ្នឹងជីវហាប្រសាទណាផលថាពីអារម្មណ៍ហ្នឹងតែពីឬក៏ប្រសាទធម្មអារម្មណ៍នេះតាមមនោទ្វាឬកហតិយវត្ថុឬមនោប្រសាទហ្នឹងយើងហៅប្រសាទពីលើមកព្រោះគេដែរមានប្រើពាក្យប្រសាទទេអាត្មាក្នុងគណៈចេតហៅងាយរាប់ទៅទេណាវត្ថុមានហតិយវត្ថុចក្ខុវត្ថុសោវត្ថុគេវត្ថុជីវវត្ថុកាយវត្ថុហតិយវត្ថុក្នុងនឹងមែនតើមេរៀនហ្នឹងយើងរៀនសិក្សាហើយអស់នៅក្នុងណាបរិឆេទទី3ក៏មានបរិឆេទទី4ក៏មានដល់ពេលហ្នឹងយើងសិក្សាពីអារម្មណ៍ពីវាពីវត្ថុពីអីហ្នឹងពីអារម្មណ៍ហ្នឹងបរិឆេទទី3រួចហើយបរិឆេទទី4តកតងវិថីចិត្តណោះ6 6 6វិស្យប្រវត្តិ6វា6វិញ្ញាណ6ជាដើមហ្នឹងអារម្មណ៍6ណាយើងរៀនហើយក្នុងនោះជំនាញហ្នឹងណាចឹងក្រណដោតឈ្មោះហៅមកយើងថាចាអាយតនៈវិញណាអាយតនៈនេះបាននិយាយដល់ចំពោះនៅក្នុងសិក្សានៅក្នុងបដិចសមុប្បាទចសម្បត្តិនៃវាអាយតនៈពីរហ្នឹងនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងសរុបមកមិនមានអីពិបាកទេមិនមានអីមិនពិចារណាបានទេងាយស្រួលទេយ៉ាងសាយ៉ាងតែក្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិចណាប្រាសាទ6ហ្នឹង5សំទោសថា6មិនរាប់ហត្ថវត្ថុយ៉ាងថាវត្ថុថា5ខាងលើបើមានបញ្ហាអីអត់អីទេតែប្រសាទបើវាខូចក៏វាមិនខូចពេញ body ដែរខូចផ្នែកនេះមានតែខូចផ្នែកណាទៅតែប្រសាទខុសពីចក្ខុប្រសាទសោតប្រសាទភិនប្រសាទពិវហាប្រសាទនេះខុសគ្នាត្រង់ថាអ្វីទាំងអស់នោះវាមានកន្លែងមានតិចតិចតិចតិចចន្លោះចន្លោះពីប៉ុណ្ណឹងមកជាតែប្រសាទទាំងអស់តែប្រសាទវាមានខូចដោយផ្នែកដោយផ្នែកដោយផ្នែកវាមិនខូចទាំងអស់ហើយបើមិនខូចទាំងអស់ហើយជាមានបញ្ហាដែរតែតាមមើលអត់ពេលខូចដល់ដូចញោមថាស្ពឹកជើងអញ្ចឹងទៅស្ពឹកមកជំហៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅណាស្ពឹកតែខូចតែពាក្យថាស្ពឹកអីអីអស់ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ប៉ុណ្ណឹងខូចតែភាសាដែរ stroke ងាប់មកជំហៀងខ្លួនហ្នឹងណាមិនរួចដល់ពីខ្វិនពីកាពីកលអីហ្នឹង
bà bạn con của bạn tập 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 ở ấy mình phân mình snap ấy ấy nói tập là ca ba này chẳng mình thấy à giờ hai pi ca chúng ta phải khỏi bà sa này khác con ta miền môi hà nà bánh há snap cứ hạ thị dạ vật thổ hạ thị dạ vật thổ tu mình nó cứ chia rụp ná bây giờ mình tên nó có hạ dạ và thổ mới về miền bày là bỏ bày xe xe những thân địa mà nổ thuế à, tua chia mà cả đặt nắng chia tua rụp à, chia rụp đá à, hạ dạ và thổ nắng chia tua rụp đá thế chia bàn trên bàn chỗ nắng tua nắng còn ta chia mong mạch có sinh thành mấy trẻ trong chia mong việc kéo ở tầm nào cá sạp anh ấy mới tập khóc sạp khó vì cái lãnh xe đúng không lấy sự ấy này thôi chạy khổ bà sát ngực thân ấy là tập bộ tờ bàn thiên bà sát ạ bạch không khăn ấy các bạn cơ rù các bạn đây mình sát lòng thì chị kia sao tập bà sát ở đấy đó bà cái bà sát nó mà này là mỗi bình bà tầng áp lại sẽ lập lại tầm ừ còn tái hạ thì dạ bà sát mỗi ta tấu hạ dạ vật thổ nó cứ tờ 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 đặt không mà chẳng bằng chừng nên nhôm nè vô bàn đấy mình hạ định hạ định anh đang tờ 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 hạ dạ vật thổ tờ kéo tờ khối à pram phê tiết nơi thoa chá có ngọt tôi mà với bà pram phê tiết bánh há nơi là môi đang ăn ấy ăn ngọt trong là ca nó có tờ bán cho mình sẵn lắm hơi như này là bà sẵn khăn à thì ăn bên đồ ngọt đó cái bà sát bây giờ vậy tới mà cái lai ngọt đã sạch đông của bà rồi bà sát ta cái lai nó ngọt đã mình phải chụp bà ra chụp bà ra chụp bà trong bài đó họ xem mà bà sát nó tài sát cái lai nó ngọt đã miền nà nhôm nà lục cha nà miền cái này đang sập xa bị đường ở đó rừng sâu đằng sau là bồ má đấy sau cha nà ấy đường ở bị giàu nhôm thà đường ở bị giàu chỉ trong đêm đâu mà kịch đường ở bị giàu trong thời chẳng ở bị giàu đường chẳng chẳng ấy vua đường mà kịch ở chư các bạn ở bị giàu anh chẳng nè ăn bây giờ miền bây giờ chẳng sao mà phải ruộng nó đại loại thành miền bây giờ đang ngọt đó ăn bây giờ này cái này nó cái này ngọt cái này như ruộng không có tất nhiên hôm nay đang ngày dục lấy dục về nhưng ngọt tài hào để xài cái này nhá mình đi vậy thành nè mình đi vậy thành nè thom đi vậy thành nè à, từ lại tùy nó được bằng hai chừng kia nó cho mình đi hiện thành á thâm đào vô chất tầng đó à, mình đi hiện thành á nó thâm đào vô chất vàng 84 mình thâm đào vô tầm vàng 84 nó đó là 84 nó tầm bán nó sai vào vàng 84 nó đá chẳng luôn ai chẳng kê chẳng ai nó à có mà tiết phải tập bốn đó tập bốn chứ nhận sao chật sập mình chật sập tiết slide đằng đại đó nè mà mình bây giờ đang tế tạo à
អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងទំនាក់ទំនងគ្នាខ្ញុំលោកម្ចាស់សិក្សាទៅរូបសំខាន់នាមសំខាន់អីថាមិនថាទៅកន្លែងហ្នឹងបើមែនតើយើងនិយាយទៅរូបសំខាន់ណារូបមែននោះឯងគឺឈាមមកក្តាប់ហ្នឹងអាឈាមបាញ់ចេញបាញ់ចូលហ្នឹងអានោះវាជាជម្រករបស់ពវាងពវាងវាអាស្រ័យអណ្ណងដែលនៅបានអាស្រ័យអណ្ណងដែលអត់អណ្ណងគឺអត់ដែរវាអត់មានកន្លែងជ្រកងាប់ក្នុងបញ្ញវោការភូមិបើចាក់ទៅវោការភូមិអត់តាក់ទងទេគ្មានបាច់អណ្ណងទេរស់បាននាមខណ្ឌ4ក្នុងចាក់ទៅវោការភូមិនាមខណ្ឌ4អត់មានអាឈាមហ្នឹងទេមិនបាច់ទេអណ្ណងគ្មានបញ្ហាទៅសំខាន់អីជាមួយចក្រវោការភូមិណាណាមានណាតតងគ្នាដែរណាមិនមែនតតងឈាមបេះដូងឯណាណាអារូបភូមិនោះនៅកន្លែងហ្នឹងនិយាយឲ្យដាច់ស្រេចកុំច្បងច្បល់នេះហើយតែយើងនិយាយនេះនិយាយតែបញ្ញវោការភូមិណាអេកវោការភូមិក៏មិនមែនចក្រវោការភូមិក៏មិនមែនបញ្ចវោការភូមិតែម្យ៉ាងគាត់បានមានអាយតនៈ12ហ្នឹងអញ្ចឹងតែអត់ឈាមហ្នឹងមកក្តាប់ហ្នឹងអត់មានអីចម្រោកពវាអាស្រ័យថាហ្នឹងញោមសិក្សាទៅជ្រៅទៀតណាតកតងរឿងចិត្តក្រៅទ្វារចិត្តក្នុងទ្វារចិត្តណាក្រៅទ្វារតែម្យ៉ាងចិត្តណាក្នុងទ្វារតែម្យ៉ាងចិត្តណាទាំងក្នុងទាំងក្រៅទ្វារក៏ប្រព្រឹត្តទៅបានក្នុងទៅតកតងរឿងហ្នឹងដែរវិញឆ្ងាយប៉ុន្តែខ្ញុំទៅវិញឆ្ងាយណាអត់ប្រយោជន៍យ៉ាងជាវោការពុំយេពីពវាឈាមឈាមថាបានតកតងរឿងហ្នឹងអីតកតងរឿងហ្នឹងទៅច្រើនណាស់ខ្ញុំលោកម្ចាស់ទៅនិយាយដល់រឿងយោសពរឿងខ្មោចជាន់ខ្មោចសង្កត់អីហ្នឹងតកតងរឿងហ្នឹងទាំងអស់កាលណាអពវាងអាតួឈាមនឹងខ្ញុំពេញកាប់ពេញស្អៀងបេះក្នុងយ៉ាងនេះអពព័ន្ធឈាមនឹងយកសັບខ្មោចចង្កត់ខ្មោចជាន់នៅណាណីនោះថាខ្មោចឯនោះសិតតែរឿងនោះទាំងអស់ហើយខ្ញុំថាខ្មោចថាព្រាយមកពីណាកាប់អត់អត់មានទេអាតួចរន្តឈាមនឹងបេះដូងខ្ញុំពេញស្បាត់វាយ៉ាងទៅជាខ្មោចជាន់ជាខ្មោចចាក់ឯណាណីតែតងរឿងនោះអស់អញ្ចឹងទៅយកសັບអញ្ចេះអញ្ចោះខ្មោចជាន់ណាមកស្អីស្អីនោះសិតតែរឿងច្បុកច្បាស់ណាស់កើតរឿងតឡាហល់ពេញយ៉ាងទៀតដល់ខ្ញុំទៅនិយាយដល់ហ្នឹងពេកនិយាយអាចតណៈបានណាឃើញសំខាន់ណាស់ខ្ញុំឈាមបេះដូងមកញោមមកញោមប្រធានគាត់ដូរសុំខមាទោសនិយាយរឿង private តពាន់ញោមដូរដែរប៉ុន្តែដូរហតិវត្ថុផងណាដោឈាមណាឈាមបាទនៅទាំងអស់ណាអាទូហៈវត្ថុបដោឲ្យដោតាបាក់វិញណាបាក់វិញប៉ុណ្ណឹងតែដោបាក់ហ្នឹងណាហើយបាក់វាអាចដំណើរការសម្បត្តិចេញចូលអញ្ចឹងបាននៅញោមទៅដែរហ្នឹងដោថ្មីមកមែនណាចិត្តថ្មីតាមអាបាក់យកមកពីណាហ្នឹងដាក់ណាអត់បានអានោះគាត់ទៅបាក់ប៉ុណ្ណឹងវិញដែរជាកម្មជារូបបាទខ្ញុំនេះមកនៅតបែកតួឈាមតួអេអេអេអាតួហាក់ជាវត្ថុមកដែរមានលក្ខណៈជាតិនៅដាក់សបាច់មកនៅខ្ញុំតដែរអ្វីដែលស្លាប់ស្លាប់ម្ដងយ៉ាងម្ដងអញ្ចឹងអាយតនៈទាំង5ទាំង5ខាងក្នុងមិននិយាយខាងក្រៅខាង5ខាងក្នុងអាដងមួយ6ទាំងអាដងអា5នោះអត់អីទេអាមួយនេះគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់តែមានបញ្ហាស្លាប់ខ្ញុំបានឃើញខ្ញុំឃើញកាត់ដាច់ត្រកងមកអីណាគឺអត់មានឈាមបាញ់ចូលនឹងម្យ៉ាងម្យ៉ាងទៀតអត់មានកន្លែងផលិតថាមានអមើលសិលមិញឃើញតែមួយសិលមិញយកមិញឃើញដងរបៃណាមកស្រុកញោមនិយាយលុយគេគេដាក់មកបាត់បាត់ដាច់តស្លាប់ទីលានក៏មានដែរដូចថាប្រមិញស្អីក៏មានលុយសូច្រើនមកព្រះហើយលុយបាន100ដុល្លារអត់ពីបាត់ញោមងដោយ
À, thì sạch cô 1 kg, sạch cô 10 kg đó. Lại rồi. Rồi lùi bên đó ngủ khom tìa là sẵn lặng luôn đó. 30 mơn riêng chiếm bán rồi đến lại. Chạy nhau nó còn khăn có tục bán phạch. Đại cực cỏ bán. Đại tớ nè, hạ địa và thổ đại vùng dây nó còn bành trên chùa bán. Đây là cái này là thơm mì rắm, anh ấy, cái này là thơm mì rắm, hạt bán. Không ngọc bạc đâu. Mình ngọc bạc đông cái. Còn ai chiếm trên chùa về đó, trọng bộ quan bộ ta đang đá, ta đặt ai chiếm nó, bị bành trên bành chùa bán, thì chạy tôn mà nó. Còn lại thông bên nó nữa, system bên nó, và chùa bán ngọc. Ngọc các bạn đâu. Mình nè, tôi mà xàm chuyện nó, tôi lấy xàm tập mơn này, mình lại phân hồn đó. Về kê tiền, chụp. Chào nó rồi không luôn bạn là nó toàn ngập à, và kia bị trời ngập bị tạm dần cho mình lọt tạm kia đã bị tạm bị dần rồi xong tập ba tôi và với tôi sọc nhớ cầm thái lai nữa nó sam sai tập bên mà rồi nó ra nè sọc giờ nó cũng bộ bạc rồi có phân nông hãy chào luôn rồi đồ sấy nhà cái tiền là cái bạch à đây có vàng bạch đâu cái bạch chim rộ có vàng bạch ngọc nếu chỉ vật dân chẳng hiểu chẳng thầm na ca và bật tàu ba đa cho răn lúc tay để nhôm thai nhôm ruột nơi vô về nhà vô lây giang này giang nó sọc tục hay na này chẳng ở nắng hoặc ruột hay nắng dạ tôn ai dạ tình ạ đọc phi đằng ai tâu sruol tâu sunok mình sruol mình sunok ấy sai lắm ấy vừa thôi cái ca nó là hô tiệp là chạm miền tầm đề tệ nhé miền tầm đề tệ à thuê tăng phần mối ai dạy tận nhận tăng phần mối thằng khăn ông phần mối thằng bạn đọc tí đấy nhau và dừng rộn thằng khăn ông cái phần mối tệ ai dạy tận nhận thằng khăn ông phần mối ai dạy tận nhận thằng khăn ông phần mối đặt ra bắt tục mà khả năng đó như tầm nào ta ha thấy nhóm riêng cái này ai dạy tầm đọc pin ấy như thế nhóm mình sau bàn dồi cho ba hai phần dồi chỉ ruộng đầm bay cũng ao bàn hà nâng đồ bá sải nhóm cho thiệt đọc đầm bay à khả năng là thằng cao ba kia chạy qua dạy tầm nào rupai dạy à, chạm của thiệt tôi rụp của thiệt là chạm của bệnh nhân là thiệt nó phải nó cho bà cha chẳng sai những chỗ đó nó có và bà ấy thấy hẳn là dân gì tầm đó học sọ nó về bên a cầm bằng nó nồng nồng mười tiết thứ chạm của bệnh nhân đâu chạm của bệnh nhân sao được bệnh nhân đâu à, chỉ và hai bệnh nhân tai bệnh nhân nóng chạy tôn đường nóng ạ à, nóng bình khơi miền tự chạm qua giờ tận nát rupa qua giờ tận nát à, xong xong hai còn lại những phần đăng nghe bàn nhôm của bà à, phần đầu tiên này à cầm vàng đá phần đầu tiên chưa được chế được phạt tục máu bị biến là nóng á trong bệnh nhân nóng đập về bức đá tự nhiên bị chế đập vòng bay máu sẽ lại nhé cục của đoàn trong lệnh chứng ngọt là chế riêng mình toàn chế nhận má cho đó là thiệt đập bảy đó sai sẽ cái đây ở hai được ở hai em dáng mê điền đấy nhôm độc cha rồi lòng cạn màu trục này ở hai hạt tây nhôm mầm rật mùi này mây tây nhôm rật à phải nhớ nhôm sẽ được lọt màu cả màu tụi bây nhôm che mình che cái đây còn được lọt bàn lư bàn ấy màu vì nòng vào được chai tiếp bắt này ở phía thăm mặt sang ta lưu ai hay chỉ biết sáng mê điền điền của phụng điền đấy với thôi bắt tay mình đôi khnếp mình đôi nào khả năng về lưu bịa năng nào khả năng tệ cả miệt cả tặng họ tệ cả miệt cả tặng mà phải bị tệ cả năng lưu chẳng ai khăn à dạ tần nạ
ធាតុសច្ចៈខន្ធអាយតនៈធាតុសច្ចៈខន្ធអាយតនៈធាតុសច្ចៈអង្គត្រង់ទៅរហូតដល់ចប់តកមេតកាទាំង22តកហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ោងស្មើនេះក៏លឺណាអាយតនៈពីព្រឹកមិញក៏ខ្ញុំលឺដែរណាព្រឹកមិញដល់ទុតិយវត្តតិយវត្តបន្តជាច្រើនពីព្រឹកមិញតាទុតិយវត្តអកុសលធម្មមានចែកជាខន្ធបានប្រមាណចែកជាអាយតនៈបានប្រមាណចែកជាធាតុបានប្រមាណចែកជាសច្ចៈបានប្រមាណឥឡូវមកដល់ស្មានេះជាខន្ធយើងចាប់ពីម្សិលមិញហើយម្ល៉េះម្សិលមិញចាប់អមសម្រាប់សប្តាហ៍មុនថ្ងៃសុក្រថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃសុក្រនោះយើងចាប់ខន្ធអានេះយើងអាយតនៈចាប់អានេះស្អែកយើងចាប់ធៀបខន្ធស្អែកសច្ចៈចាប់សមុទ្រយាបានឆាយយើងនេះបានឆាយទី9នឹង fundamental របស់ធម្មយើងជូនមេរៀនថ្មីហើយពីសត្វមេនោះក៏និយាយទៅជម្រាបញោមតដែលជប់ជំនន់ថាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីនឹងដែរទេដោយអភិធម្មដែរប៉ុន្តែអភិធម្មនោះនិយាយបើយើងថាស្រាលក៏បានពុស្តាក៏បាននិយាយបែបមានដូចជាសីលនិទេសសមាធិនិទេសអីចេះចេះមានក្នុងរឿងរ៉ាវមានរឿងនិទានមានអីណាថាតែជា concept ជាបញ្ញត្តិជាសន្មតច្រើនមិនបរមត្តសុទ្ធដោយ fundamental អបធម្មណាមិនបរមត្តសុទ្ធដោយអបធម្មតសង្កាទេហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែនិយាយដល់ច្រើនគឺអបធម្មតដែរទេពិសេសបញ្ញត្តិទេតែមើលដល់នោះយើងឃើញថាអញ្ចឹងអត់មានអីដដែលដដែលដដែលដូរទៅឈ្មោះខ្លះទៅឈ្មោះដូរទៅឈ្មោះខ្លះទៅឈ្មោះទេចឹងខ្ញុំដល់ច្រើនហ្នឹងខ្ញុំយល់បានថាហើយអត់ខ្ញុំថ្មីគាត់ថ្មីទាំងគាត់យល់បានឬបានយ៉ាងណាអាហ្នឹងស្រ័យបុណ្យកុសលរបស់គាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលល្អសម្រាប់គាត់គាត់ចេះភាសាស្ទាត់ជំនាញអញ្ចឹងគាត់ងាយនឹងសង្កេតបានណាអីស្ដាប់យូរយូរយល់យូរយូរនោះគង់តែយល់បានបាទទៅមិនបានស្ដាប់ទៀតបន្តទៀតទៅរៀនឯកសារផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងយល់បានហ្នឹងអញ្ចឹងហើយនឹងប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃយកដល់12សំខែប្រពៃជូនប៉ុណ្ណឹងហើយលោកចាស់ញោមមានអីឆ្ងល់ជាសំណួរជាការចូលរួមអីមានមិនជឿបាទមានចំណងអីក្នុងឯកតណៈគឺតមានអីចូលរួមដល់មានតែចាំខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីមកយ៉ាងទៀតចាំសាប្រកចាអរគុណមនសមស្ការចាអរគុណច្រើនខ្លាសមស្ការគុំចាក់ទៅផងសម្រាប់ពញុំធានយើងក៏នៅកំពុងសិក្សាបន្តក្នុងពេលនេះជាមួយគ្នាមនសមនមោទនីគុណធម៌របស់គុំចាក់នៅកណ្ដាលដោយសេចក្តីពីជាថ្លាប្រកបដោយសមណជីវសាតែកំពុងប្រកបតក្នុងវិធីចិត្តពេលនឹងគ្រូម្ចាស់នឹងរៀនតក៏មានសតិរលឹកពិចារណាទៅតាមដំណើរខ្សែធរដំណើរតាមដំណើរជីវអន្តចិត្តនឹងគ្រូម្ចាស់បានពន្យល់ឲ្យថាជីវិតរូបកាយយើងទាំងអស់គ្នាគឺក្រៅពីវត្ថុ6យ៉ាងអាយតនៈ12នេះគឺគ្មានអ្វីទាំងអស់ហើយបាយតនៈរបស់ពីរនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅទេគឺជីវិតយើងត្រូវស្លាប់ត្រូវស្លាប់ភ្លាមព្រោះអាយតនៈខាងក្នុងនិងអាយតនៈខាងក្រៅកាលណាបើប៉ះគ្នាហើយក៏ទៅជាប៉ះទប់នៅអារម្មណ៍ណាមួយវិធ័យចិត្តក៏កើតការដឹងឡើងគឺមនោហតយវត្ថុដែលជាតួចិត្តជាតួជីវិតនឹងឯងទើបគត់ទៅបានបើមិនប៉ះគប់ក៏ធនណាមួយទេមិនអាចប្រកបទៅបានទេអញ្ចឹង
សច្ចធម៌ប្រមត្តធម៌ធ្វើដំណើរទៅតាមដំណើរនៃវិធ័យចិត្តនៅក្នុងអាយតនៈទាំង12ធាតុ4នេះជាដើមហ្នឹងធាតុទាំង18ជាដើមហ្នឹងឯងយើងអត់មានដឹងទេដំណើរនៃធម្មជាតិប្រពុតតោឯងដំណើរជីវិតនឹងតោឯងសេចក្តីសុខទុក្ខក៏ប្រពុតតោឯងទុក្ខក៏ប្រពុតតោឯងក្នុងរូបមួយក៏ប្រពុតតោក្នុងអារម្មណ៍នៅក្នុងវេទនាទាំង5ហ្នឹងក៏ប្រពុតតោរូបមួយក៏មានវេទនា5សំឡេងមួយក៏មានវេទនា5ក្លិនមួយក៏មានវេទនា5ជាសុខជាទុក្ខជាសោកម្ដងជាទុក្ខម្ដងទៅតាមដំណើរនៃធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់យើងអត់ដឹងទេមិនដឹងសោះគឺមិនដឹងតែម្ដងព្រោះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវាជាដំណើរនៃសភាវធម៌ប្រមត្តធម៌លោកប្រពុតតោតាមដំណើរនឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកស្វែងរកឃើញចន្ទោបានតថអស្ចារសាសនាចំពោះប្រធមប្រពុតជាម្ចាស់គឺបានដែលថែជ្រះថ្លាចំពោះប្រពុតនឹងឯងកាលណាជ្រះថ្លានឹងប្រពុតគឺជ្រះថ្លានឹងប្រធមប្រពុតព្រោះប្រពុតជាអ្នកស្វែងរកនូវសច្ចធម៌ឃើញសច្ចធម៌ឃើញនឹងហើយគឺជាតួប្រពុតគឺជាពាក្យប្រពុតគឺជាប្រមត្តធម៌ចន្ទោថាជីវិតយើងនេះហេតុអីក៏ប្រពុតជាម្ចាស់លោកស្វែងរកឃើញរបស់នឹងអត់មានរូបសោះអត់មានរូបសោះហេតុអីក៏ប្រកែយ៉ាងហ្នឹងហើយក៏ត្រាស់ដឹងយ៉ាងហ្នឹងចេះដឹងយ៉ាងហ្នឹងសូម្បីតែយើងឃើញវត្ថុដែលផ្ទាល់នៅភ្នែកហើយនៅមិនដឹងនៅធ្វើមិនកើតនៅមិនយល់ផងចុះសច្ចធម៌ដែលនិយាយពីទុក្ខវិញ្ញាណធម៌នេះទីជាប្រមត្តធម៌សុទ្ធសោះហេតុអីក៏អស្ចារ្យស្វែងរកឃើញចឹងតថាចឹងហើយបានខ្ញុំកណាពិចារណានៅពីមុខពុតមិញលោកគ្រូម្ចាស់ក៏បានមានថាធម៌ជាកសលអកសលដូចជាធម្មមាននិសតនៃជីវសភាវីអ្វីទាំងអស់នោះវាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលមិនមែនជាជីវិតទេវាសភាវៈពិតទៅតាមធម្មតានៃធម៌ធម្មតានៃធម៌តែយើងមិនដឹងសោះនោះកសលអកសលនឹងផ្នែកអាយតនៈ2នេះជាដើមនឹងពិតទៅអញ្ចឹងឯងប្រពុតស្វែងរកឃើញដល់អត្តអស្ចារ្យគួរជាទីជ្រះថ្លាណាមិនជាទួលជាទីគួរជ្រះថ្លាទេគឺជ្រះថ្លាណានៅសច្ចធម៌របស់បានលោកគ្រូជាម្ចាស់ជាអ្នកនាំយកនៅប្រធាននោះគឺនាំយកនៅសច្ចធម៌មកបង្រៀនចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងយល់ពីដំណើរជីវិតយើងជីវិតយើងបើគ្មានធម៌ហ្នឹងគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេគឺកុសលនិងអកុសលហ្នឹងឯងកុសលនិងអកុសលនឹងក្នុងកាមិច្ចវ័នទាំង29ហ្នឹងក្នុងបញ្ញវោការភូមិហ្នឹងបើអត់មានធម៌ហ្នឹងគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅបានទេនេះគឺខ្ញុំកណារីករាយស្រាប់ណានឹងអាចដល់ទាំង12ហ្នឹងខ្ញុំចា៎រីករាយស្រាប់ណាតកាយរខ្លះខ្លះតតាមដំណើរវិធិចិត្តអង្គុយពិចារណាក្នុងពេលស្ងាត់ស្ងាត់នឹងពិចារណាតាមបណ្ដាឯងចឹងទៅតែมันបានជាគ្រប់ពេលវេលាទេប៉ុន្តែអត់ខានថ្ងៃណាមួយអត់ខានសោះមកពិចារណានេះពិចារណានោះពិចារណានេះគឺពិចារណានោះតតាមការចាក់ស្ដាយរំលឹកឃើញនៅសច្ចធម៌មួយណាក៏ពិចារណាតាមដំណើរនឹងចាស់គឺសុំអរគុណអរគុណម្ចាស់ទៅសុំអនុមោទនាក្នុងម្ចាស់អរគុណបានសាកអរគុណគណៈអរគុណតាចូលរួមបាទអញ្ចឹងមានឯងញោមមានឯងចូលរួមញោមអាយ៉ាបានមានឯងញោមអានមានដែរខ្ញុំគណៈមានតែលំចាស់ទៅមកដល់នៅខាងណាតាក៏ឲ្យទៅយកពី Costco អូយកទៅរកអាចទៅណាទៅរកអាចទៅណាទៅទិញអារម្មណ៍ទៀតទៅរកអាចទៅទិញអារម្មណ៍បាន
សាធុអញ្ចឹងមិនមានអីទេណាបណ្ដាប្រចាំខ្ញុំជីមានអីទេខ្ញុំជីស្ងាត់ដល់មានអីទេបានចូលកើតមកដោយសារយត្តនៈក្នុងក្រៅទៀតទីនាំឲ្យកើតនាំរឿងឃើញឲ្យចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងហ្នឹងទៀតក៏គ្មានសតិទេរឿងហ្នឹងវាទៅទៅក្នុងអសលផងអញ្ចឹងចារណាខ្លួនឯងរាល់គ្រប់ចាប់បើកភ្នែកឃើញនឹងឯងមានសតិជួយណាហើយបានចូលថាប្រសាអាយតនៈនេះវាអាស្រ័យប្រសាទពវាវត្ថុនឹងឯងមានតនៈក៏ condition 4យ៉ាងប្រសាទនឹងល្អដែរណាហើយរងចូលកន្លងហើយមានមនសិការបើមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការឃើញការស្ដាប់ការលឺនេះទេអាចរឿងក៏វាអត់ដំណើរទៅដែរអង្គការអបបេះដូងអាយហោស្ដាប់ទាំងបានចូលពីដំណើរនៃសភាវៈធម្មជាតិនៃរូបធម៌និងនាមធម៌គ្មានតួយើងនៅក្នុងនឹងគាត់តែសោះបណ្ណសន្និមត់ថាវិថីចិត្តនឹងការប្រព្រឹត្តទៅនឹងជាខ្លួនឯងនឹងឯងដែលជាទោសក្នុងវត្តៈនឹងបន្តទៅមុខទៀតប្រព្រឹត្តជាអកុសលចិត្តកុសលចិត្តនឹងឯងថានាំយកនៅក្នុងពវាំង19សម្រាប់បដិសន្ធិចតតិបដិសន្ធិទៅមុខទៀតតែណាបានចូលហើយណាតែតែពិចារណាហើយដំណើរនៅក្នុងការប្រព្រឹត្តទៅប្រចាំថ្ងៃនេះជាកុសលឲ្យបានច្រើនជាងមុនតាសូមអរគុណទានប៉ុន្តែសូមចាត់ទុកមកមានសូមបានតពលាចឹងសរុបមកដោយប្របីដែរបុគ្គលវេទញោមអាចចូលរួមចឹងការប្រព្រឹត្តទៅនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺសារដឹកសតិនិងរដឹកចារណាបន្តពេលទាំង on the body in the body of the body in the body of the feeling in the feeling of the mind in the mind in the mind of the mind អញ្ចឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាឯងអាយតនៈទាំង12គឺប៉ះគ្រប់គ្នាហើយ12ប៉ុន្តែច្រកចូលមកយើងរាប់ទៅដូចជា12 12ហើយប្របិញ្ញនិយាយពីនឹងសតិហើយពជាហើយសតិ for foundation of mindfulness អត់សតិអត់ជ្រះថ្លាអត់បដិបត្តិមេរៀនប្រពុតជាម្ចាស់អត់សាសនាអត់មានអត្តានប្រពុតសាសនាទេតែអត់សតិឈ្មោះថាអត់កាន់ប្រពុតសាសនាមានសតិឈ្មោះថាកាន់ប្រពុតសាសនាហើយអញ្ចឹងហើយត្បិតតែ12បន្តច្រកចូលមកតែមួយតាមវាតាមជីវ័នចុះសតិនៅកន្លែងជីវ័នហ្នឹងឯងសតិន្ទ្រីយៈវាការសង្រួមឥន្ទ្រី6ហ្នឹងទៅសតិន្ទ្រីយៈមកសឹងតែសំឈ្មោះថាសង្រួមទាំងអស់ឈ្មោះថាសង្រួមទាំងអស់តាណាបើអត់មានសតិន្ទ្រីទេអត់សង្រួមទេតែយើងបិទភ្នែកឧទាហរណ៍យើងបិទភ្នែកក៏ប៉ុន្តែក៏ប្រព្រឹត្តទៅជាតាមមโนទ្វាជាធម្មារម្មណ៍ឧទាហរណ៍ប្រកាសឡើងជារូបគ្រប់ឃើញឃើញក្នុង TV ឃើញក្នុងឬសំឡេងតាមវិទ្យុតាមវីដេអូបិទភ្នែកបិទជាអត់ឮទេប៉ុន្តែវាប្រកាសឡើងជាធម្មារម្មណ៍តាមโนទ្វាទៅដែរក្លិនក្របប៉ះទុកប៉ុន្តែវាមិនប៉ះទុកវាផាស់ទៅហើយប៉ិនវាប៉ះទុកដោយការគិតលិនបណ្ដោតបចូលបន្ទប់ទឹកនេះនោះប្រកាសឡើងមកវាជាប្រព្រឹត្តទៅតាមមโนទ្វាជាធម្មរាជយើងថាយើងបិទភ្នែកយើងអត់ឃើញអាហ្នឹងវាអត់ចិញ្ចឹមដែរប៉ិនអត់អាហ្នឹងក៏វាប្រកាសឡើងមកតាមមโนទ្វាអញ្ចឹងមโนទ្វាក្តីចក្រទ្វាសោតទ្វាធានទ្វាជីវហាទ្វាកាយទ្វាមโนទ្វា
ទួសង្រួមទាំងអស់សង្រួមឥន្ទ្រីយ៍ទាំង6ហ្នឹងគឺសតិន្ទ្រីយ៍តសតិន្ទ្រីយ៍មកបញ្ជាក់ថាវិញ្ញាណត្រីអបតតិមកសង្វរៈឥន្ទ្រីយៈសង្វរៈសតិសង្វរៈឯណានៃនៅវិរិយៈសង្វរៈនេះណាមកទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់អញ្ចឹងទ្វារនឹងតាម6វាតាមអាយតនៈ6ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាតួមួយថាអាយតនៈទាំង6ហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅជាខុសឬជាត្រូវបើយើងគិតពីរឿងត្រូវមកហ្នឹងគឺមានសតិមួយត្រឡប់ត្រូវវិញទាំងអស់ជារូបអីជាសំឡេងអីជាក្លិនអីជារសអីជាការប៉ះផ្ទុកអីជាការនឹកគិតអ្វីក៏ដោយមកជាមួយសតិមកអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ជាក់ថាដំណើរការហ្នឹងជាដំណើរការធម្មជាតិជាដំណើរការមិនជាប់មិនប្រកបមិនទើសមិនវង្វេងក្នុងដំណើរអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅបីអាយតនៈហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅវាប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលវាប្រព្រឹត្តទៅជាដំណើរការចំពោះទៅការឈប់ប្រព្រឹត្តទៅបាទហើយតែប្រព្រឹត្តទៅបែបហ្នឹងវាគង់ទៅដល់គោលដៅវាមួយវាលែងប្រព្រឹត្តដែរវាលែងកើតដែរវាលែងវិលណាបន្តចាប់ផ្ដើមស្តាប់វាលែងវិលលែងដំណើរការដំបូងមិនចាប់វាខ្ទប់មិនឲ្យវាដំណើរការដូចយើងនឹកគិតថាសង្រួមភ្នែកបិទភ្នែកមិនមើលអញ្ចឹងមិនមែនទេសង្រួមត្រចៀកញុកត្រចៀកមិនឲ្យលឺអញ្ចឹងមិនមែនទេនោះមិនមែនជាការសង្រួមត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនជាការប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមត្រូវទេចាំភ្នែកមើលធម្មតាមាត់និយាយធម្មតាស្អីធម្មតាប៉ះខ្ទប់អីធម្មតាប៉ុន្តែសតិដល់ទៅសតិនោះវាមានការសង្រួមហើយការជ្រើសរើសយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះជារឿងណានោះវាជារឿងធម្មតាប្រកបជាត្រឹមត្រូវហ្នឹងរឿងអាយតនៈយ៉ាង6វាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាហើយធម្មតាដូចញោមលើកឡើងវិញចឹងហើយតែណាតើវាទៅហើយវារឿងវារាវាមិនរឿងរាវអីគឺវាអាស្រ័យហ្នឹងតើអត់សតិគេវារឿងហើយតែមានសតិឯងវាឈប់រឿងហើយហើយវាមិនទៅបិទភ្នែកមិនមើលគប់ច្បាស់មិនស្រោបក្លិនមិនស្រងក្លិនណាបិទមាត់មិននិយាយអាហ្នឹងបិទមាត់នេះក៏បិទតាមទ្វារនេះជាវិហារទ្វារតើតើរឿងរក្សាអារម្មណ៍ឯងអាបច្ច័យបញ្ញត្តិតែបញ្ញត្តិនេះវានេះពីថែមទៀតជាសន្តមត់ឯងវាទាំង6ហ្នឹងថែម2ទៀតវាឡើង8ហើយប៉ុន្តែកាយទ្វារហ្នឹងវារាប់ដដែលវាមានត្រាប់ហើយនោះតែវាបច្ច័យទ្វារហ្នឹងអញ្ចឹងជាសន្តមត់អាពាក្យសម្ដីបត់បត់ទៅតាមហ្នឹងតែបិទអានេះគឺសម្រាប់ច្រកអាហារចូលប៉ុន្តែវិញ្ញាតិរូបចេញមកវាជាសត្វជាសំឡេងជាវិញ្ញាតិរូបជាវិការរូបចឹងមកចេញជាការតំណាក់តំណងជាការសញ្ញាអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកអណ្ដឹងអាយតនៈ12សង្គ្រោះសង្ខេបតែញោមលោកចាស់នឹងអាចពិចារណាបានណាស់នឹងអាចយល់បានទាំងអាយតនៈប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាការសម្រុតស្លាប់រស់ពោះទៀតអីយ៉ាងណានោះហើយស្អែកទៅយើងទៅត្បិតតែដូរឈ្មោះពីអាយតនៈប៉ុន្តែទៅសិក្សាពីធៀបទៅបានអាធៀបហ្នឹងគឺពុស្ដាជាងនេះប៉ុន្តែដូរពីឈ្មោះអាយតនៈទៅធៀបប៉ុណ្ណឹងឯងប៉ុន្តែតដែលហ្នឹងតែក្បួនតាមច្រកតាមវិធីត្រាតដែលតដែលតដែលហ្នឹងទេយ៉ាងសរុបសេចក្ដីមកប៉ុណ្ណឹងអរគុណអរគុណប៉ុណ្ណាបាយគុំនេះចំណងខ្លួនណាគុំនេះអរគុណ